Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày 28 tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, sau những ngày liên tục có mưa nhiều, thì từ hôm nay mưa có xu hướng giảm hẳn trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Ở miền Bắc, những cơn mưa giảm nhanh là do khối không khí biển với đới gió đông ẩm đang suy yếu và rút ra ngoài. Tuy nhiên, từ trưa chiều nay, Bắc Bộ sẽ bước vào chu kỳ ít mưa. Hầu khắp khu vực đều có nắng, nhiệt độ tiếp tục tăng so với ngày hôm qua, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động trong khoảng từ 31-34 độ. Dự báo trạng thái thời tiết này sẽ duy trì tới ngày thứ năm. Sau đó những ngày cuối tuần tại miền Bắc dự báo sẽ vẫn còn một đợt mưa nữa. Tuy nhiên nhận định trước mắt đó là lượng mưa lần này sẽ không quá lớn như những ngày cuối tuần vừa qua. Hôm nay miền Trung cũng đồng loạt hết mưa, trời chuyển nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh từ 32-33 độ. Còn ở khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ nhìn hơn thì cũng không có nơi nào vượt quá ngưỡng nắng nóng ở mức 35 độ. Tuy nhiên thời tiết miền Trung có thể sắp phải đối mặt với những hình thế thời tiết rất nguy hiểm trong những ngày đầu tháng 10. Ở phía Nam, gió mùa Tây Nam đã suy yếu rõ. Dự báo trong ngày hôm nay mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ giảm hẳn còn ở một vài nơi, tập trung vào chiều tối. Còn ban ngày thì có nắng và nhiệt độ trên cả hai khu vực tăng nhẹ so với ngày hôm qua. Tại Tây Nguyên nhiệt độ là từ 30-31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt sẽ là từ 32-34 độ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay theo những dự báo của các trung tâm khí tượng uy tín trên thế giới đều đã đồng loạt đưa ra dự báo rằng trong những ngày đầu tháng 10 Biển Đông sẽ tiếp tục đón thêm một cơn bão nữa. Cụ thể là theo mô hình dự báo mới nhất của Trung tâm Khí tượng Hoa Kỳ, vào ngày 2 tháng 10, một áp thấp mới sẽ hình thành trên khu vực vùng biển phía đông nam Philippines. Hồi 12 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 7,1 độ Vĩ Bắc, 136,3 độ Kinh Đông, cách đất liền Philippines 1.000 km. Trong 24-48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với tên quốc tế là Lion Block. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 giật cấp 10. Bão dự kiến đổ bộ vào miền trung nước này trong ngày 5 tháng 10. Sau đó thì bão Lion Rock sẽ tiến vào Biển Đông trong ngày 6 tháng 10 để trở thành cơn bão số 7 của Việt Nam. Hiện theo trung tâm này thì khi đi vào Biển Đông, cần điều kiện thuận lợi, bão số 7 sẽ tăng cấp liên tục trở thành một cơn bão rất mạnh. Tuy nhiên đó là dự báo của Hoa Kỳ. Còn trung tâm khí tượng hạn vừa châu Âu thì lại đưa ra nhận định, khi tiến gần đất liền nước ta thì áp thấp nhiệt đới mới có khả năng mạnh lên thành bão và chỉ là bão cấp 8. Nhưng điều đáng ngại nhất đó là cả hai trung tâm này đều thống nhất rằng vị trí đổ bộ của bão sẽ lại là khu vực Trung Bộ. Nếu lại tiếp tục đón thêm cơn bão số 7 đổ bộ vào, dù với cường độ nào đi nữa, thì nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Khi bão có thể kết hợp với một đợt không khí lạnh chuẩn bị di chuyển từ phía Bắc xuống. Vì vậy, dù mới chỉ là dự báo xa, vẫn cần thêm thời gian để theo dõi. Nhưng bà con miền Trung, ngay từ lúc này, thì nên sẵn sàng có các phương án chuẩn bị ứng phó trong trường hợp xấu nhất là bão đổ bộ trực tiếp vào đất liền với cường độ mạnh. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về cơn bão này và cố gắng phát tin cảnh báo sớm nhất đến bà con với các bản tin hàng ngày của kênh.